tưa lưỡi hay còn gọi là bệnh nấm miệng là tình trạng những màng giả mạc màu trắng xuất hiện ở niêm mạc miệng, đặc biệt là bề mặt trên của lưỡi do nấm Candida albicans gây ra. Nấm lưỡi thường xảy ra ở giai đoạn từ sơ sinh đến khi trẻ 9 đến 10 tuổi, cũng có thể ở trẻ 15 tuổi. Nếu không được điều trị kịp thời, các vết loét phát triển rất nhanh và gây đau đớn cho trẻ. Trong trường hợp nặng, các tổn thương có thể lan xuống thực quản, gây khó khăn khi ăn uống, lâu dần sẽ dẫn đến suy dinh dưỡng. Bên cạnh đó, tưa lưỡi ở trẻ còn gây ra viêm phổi, viêm phế quản, nấm phổi, tiêu chảy, nhiễm khuẩn huyết. Nhìn trong khoang miệng thì có các cái đốm trắng. Đốm trắng này nó bám chặt vào trong các cái niêm mạc miệng, niêm mạc má. Mà uống nước hay bú mẹ để cho nước trôi đi, nó không bay đi. Nguyên nhân gây tưa lưỡi ở trẻ bao gồm: vệ sinh miệng cho trẻ không đúng cách, có thể bị lây qua đường sinh dục của mẹ trong lúc sinh thường, hoặc lây do những đốm trắng trên ngực, núm vú của mẹ. Trẻ bị mắc ung thư, HIV hay những bệnh lý miễn dịch khác. Cho trẻ dùng nhiều corticoid, sử dụng kháng sinh làm thay đổi mất cân bằng hệ vi sinh của trẻ, tạo điều kiện thuận lợi cho nấm lưỡi phát triển. Nếu mà chúng ta thấy có cái ứ động thức ăn thì chúng ta nên sử dụng nước để cho trẻ uống, để cho nó trôi cái thức ăn đấy. Để phòng bệnh nấm lưỡi cho trẻ, chúng ta nên: đối với trẻ, thường xuyên vệ sinh sạch sẽ khoang miệng của trẻ, nhất là sau khi bú. Sử dụng khăn tắm riêng cho trẻ. Vệ sinh sạch sẽ khoang miệng của trẻ, nhất là sau khi bú. Sử dụng khăn tắm riêng cho trẻ. Vệ sinh sạch sẽ bình sữa và đồ chơi của trẻ. Đối với mẹ, trong quá trình mang thai, nếu mẹ phát hiện bị nhiễm nấm âm đạo thì cần gặp bác sĩ để được khám, điều trị kịp thời, tránh lây nhiễm cho trẻ trong quá trình sinh thường. Đang trong quá trình nuôi con, cho con bú, nếu mẹ phát hiện bị nấm vú cũng cần khám và điều trị ngay để tránh lây cho trẻ qua những lần cho bú. Không để người lạ hôn môi hay hôn má trẻ vì dễ bị lây nhiễm nấm cho trẻ.